Julie Trần xin thân ái kính chào quý khán giả của Lê Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, tại miền Bắc Hoa Kỳ trong một vài ngày nữa vào ngày 21 tháng 8 năm 2017, hàng triệu dân cư tại miền Bắc Hoa Kỳ sẽ được tận hưởng một cái kỳ quan của thiên nhiên, đó là nhật thực toàn phần. Mà hiện tượng này lần cuối cùng xảy ra trên lục địa Hoa Kỳ là vào năm 1979. Cho dù là chỉ là vài phút ngắn ngủi, nhưng sẽ có một số lớn cư dân tại miền Bắc Hoa Kỳ, đây sẽ là hiện tượng đầu tiên trong đời họ hoặc là lần cuối cùng trong cuộc đời họ để mà được cảm nhận sự thú vị và cảm xúc, vì sẽ không bao giờ mà họ có thể họ được nhìn xem những cái hiện tượng này một lần nữa. Và vì thế cho nên Julie cũng như Little Sài Gòn TV cố gắng trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn để mà thâu lượm những chi tiết, những nguồn thông tin từ NASA, từ NOAA để gửi đến quý vị. Thế nào là nhật thực, thế nào là nguyệt thực, cũng như theo NASA thì nếu mà những quý vị cư ngụ tại miền Bắc Hoa Kỳ bỏ lỡ cái dịp này mà không nhìn được nhật thực toàn phần thì phải chờ đến năm 2024 thì nhật thực sẽ trở lại với Hoa Kỳ của chúng ta. Ngoài ra, Julie cũng xin nhắc nhở với quý vị là những quý vị ở sống ở miền Bắc Hoa Kỳ, nếu có dự định để đi mà ngắm nhật thực toàn phần, nhớ phải bảo vệ mắt của mình bằng những dụng cụ đã được chứng nhận bởi ISO, như là cái kính này mà Julie sẽ đeo lên cho quý vị thấy. Đây là một cái vật dụng để mà chúng ta có thể nhìn lên mặt trời mà không bị ánh nắng mặt trời, ánh sáng mặt trời làm cháy mắt của mình. Và cũng mong rằng những quý vị nào ở miền Bắc Hoa Kỳ khi xem chương trình của Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội, quý vị cũng sẽ rất là cẩn thận để bảo vệ mắt của mình bằng những vật dụng, bằng những dụng cụ mà được chấp thuận bởi NASA cũng như là NOAA. Xin quý vị cùng với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội và Little Sài Gòn TV theo dõi nhật thực toàn phần của Hoa Kỳ vào năm 2017. Hàng triệu cư dân tại Bắc Hoa Kỳ sẽ thấy được hiện tượng nhật thực toàn phần trải dài từ tiểu bang Oregon xuống đến tiểu bang South Carolina. Nhưng bạn chỉ có một cơ hội để được trải nghiệm nhật thực toàn phần. Đây sẽ là một hiện tượng thiên văn đáng ghi nhớ mà người dân Hoa Kỳ gọi là Great American Total Solar Eclipse. Đã được đón chờ sau gần 4 thập kỷ của người dân Hoa Kỳ. Các bạn đã chuẩn bị chưa? Làm sao để phân biệt nhật thực và nguyệt thực? Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng di chuyển giữa trái đất và mặt trời. Khối ánh sáng của mặt trời tạo ra bóng đổ trên trái đất. Khi mặt trăng hoàn toàn che phủ các đĩa sáng của mặt trời, đó là hiện tượng nhật thực toàn phần. Cứ mỗi một năm rưỡi, nhật thực xảy ra ở đâu đó trên trái đất một lần. Trong khi đó, nhật thực một phần, tức là partial eclipse, xảy ra thường hơn, ít nhất là 2 lần trong một năm. Nguyệt thực toàn phần, tức là lunar eclipse, là khi mặt trăng di chuyển phía sau trái đất. Vì thế, mặt đất ngăn chặn ánh sáng của mặt trời trên mặt trăng, tạo ra một bóng màu đỏ ở phía trên mặt. Rất dễ để chúng ta nhận diện. Khi mặt trời tối đen, đó là nhật thực. Khi mặt trăng tối đen, đó là nguyệt thực. Nhật thực là trường hợp rất hiếm để có thể thấy được. Vì bóng của mặt trăng tương đối nhỏ, nên giới hạn những địa điểm trên trái đất có thể nhìn thấy được. Nếu muốn thấy, bạn phải ở phía bên có ánh nắng của hành tinh và bạn phải ở phía bóng tối của mặt trăng tại những nơi mà nhật thực đi qua. Nếu bạn ở trong những khu vực mà nhật thực toàn phần đi qua thì không khác gì bạn đã được chúng độc đắc. Vì trung bình ở cùng một chỗ trên trái đất sẽ chỉ nhìn thấy nhật thực cho mỗi 375 năm.
bóng mặt trăng sẽ rẽ làm thành hai phần, umbra và penumbra. Umbra là phần khi bóng của mặt trăng và toàn bộ mặt trời bị bao trùm bởi mặt trăng trong không gian, bởi một hình nón mở rộng, kéo dài khoảng 400.000 km phía sau mặt trăng. Đó là khi đầu nhỏ của hình nón này chạm trái đất mà chúng ta trải nghiệm hiện tượng nhật thực toàn phần. Đa số bản đồ nhật thực đi qua miêu tả con đường mà bạn sẽ thấy vòng tròn là tượng trưng cái bóng của mặt trăng. Nhưng trên thực tế, đó là hình dạng thực sự của umbra, có hình dạng đa giác bất thường, mép hơi cong, là vì mặt trăng không có vòng tròn hoàn hảo, vì mặt trăng có núi và thung lũng trên bề mặt. Do đó, ảnh hưởng trên tất cả những ánh sáng của mặt trời đi ngang qua, theo sau là hình dạng của chiếc bóng của nó. Những nhà khoa học có sự hiểu biết bao rộng hơn về hình dạng bề mặt của mặt trăng đã nhờ vào tàu thăm dò mặt trăng của NASA, một sự chưa từng có, mức độ chi tiết trên bản đồ địa hình, nhờ hình ảnh và các tập dữ liệu khác đã cho phép chúng ta xác định chính xác hơn để ấn định những khu vực trên trái đất này, để có thể đi theo những con đường mà nhật thực toàn phần sẽ đi qua. Vì thế, nếu bạn có cơ hội để trải nghiệm nhật thực, luôn nhớ rằng mặt trăng nhỏ bé của chúng ta giữ một vai trò khá quan trọng. Nhật thực không phải là một hiện tượng đặc hiếm như nhiều người nghĩ. Trung bình điều này có thể xảy ra ở những địa điểm bất kỳ nơi đâu trên trái đất cứ 18 tháng một lần. Lần cuối cùng hiện tượng nhật thực toàn phần trên lục địa Hoa Kỳ đã xảy ra vào ngày 26 tháng 2 năm 1979. Và người dân Hoa Kỳ đã nhìn được thấy nhật thực trong hơn 48 tiểu bang. Ngày thứ hai, 21 tháng 8 năm 2017, những cư dân trong khu vực mà nhật thực toàn phần đi ngang qua sẽ bị mất ánh sáng lúc hiện tượng nhật thực xảy ra. Khi mặt trăng di chuyển ngang qua giữa mặt trời và trái đất, che lấp ánh sáng mặt trời suốt thời gian tổng cộng khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tuy nhiên, những cư dân sống ở quanh khu vực nhật thực toàn phần đi qua sẽ được chiêm ngưỡng nhật thực một phần khi đi ngang qua nơi họ cư ngụ.